Vào mùa mưa, cây tiêu sẽ sinh rễ mới để sinh trưởng và phát triển với chu kỳ tiếp theo. Lúc này, cây tiêu đòi hỏi được chăm sóc tốt. Cùng thời kỳ này, bộ rễ cây tiêu rất dễ bị tổn thương bởi các tác động từ bên ngoài. Khi bộ rễ đã tổn thương thì không hút được nước, các chất dinh dưỡng, các loại sâu bệnh hại có cơ hội xâm nhập để tàn phá. Vì vậy, bà con nông dân trồng tiêu cần chú ý chăm sóc cho cây. Có hơn 15 năm kinh nghiệm trồng hồ tiêu, ông Quân chia sẻ vào mùa mưa, cây tiêu dễ mắc bệnh chết nhanh, chết chậm do nấm. Chính vì vậy, ngay từ đầu mùa mưa, ông chú trọng bón phân, xịt thuốc ngừa nấm cho 3 hectare tiêu của gia đình, rồi đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng rễ. Đầu tiên là mình tỉa gốc, xong rồi bắt đầu là mình bón phân, thuê người ta chặt chồi cho nó thoáng. Mùa mưa thì đặc biệt là về tuyến trùng, cái tuyến trùng rễ là phải xử lý tốt, chứ không là nó chết. Với lại hai nữa mình bón phân cân đối rồi xịt thuốc thì nó sẽ hiệu quả hơn. Theo các hộ trồng tiêu, nấm Phytophthora tiềm ẩn trong môi trường đất, nước, tàn dư cây trồng, cỏ trong vườn phát triển rất nhanh trong điều kiện mùa mưa độ ẩm cao, ánh sáng yếu. Khi bị xâm nhiễm gây hại bắt đầu từ bộ rễ rồi lan lên thân cây và lá cây làm cây héo rũ và chết khô. Để phòng ngừa, nông dân phải đào rãnh thoát nước, đầu mùa mưa phải đổ tuyến trùng, rệp sát, vệ sinh vườn thông thoáng. Vô cái mùa này bắt đầu như vậy thì bà con mình, cái thứ nhất là phải về sâu bệnh, rồi tìm hiểu rồi các thứ á, để mà lo bỏ thuốc cho nó, cho nó phù hợp để nấm mốc rồi nấm nó ra là nó sẽ dễ chết cây tiêu hơn. Trong vườn mình cũng có làm mấy cái rãnh á, để cho nước nó không có tràn vô trong vườn. Bên hội nông xã cũng phối hợp các đơn vị là tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây hồ tiêu, đặc biệt là phòng trừ dịch bệnh cho cây tiêu trong mùa mưa. Bình quân mỗi năm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 200 hectare tiêu bị bệnh chết nhanh, chết chậm. Đây là loại bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa và bùng phát vào mùa nắng. Nguyên nhân chủ yếu là do các loại dịch hại như tuyến trùng và nấm bệnh gây ra. Khi phát hiện bệnh thì không thể chữa trị, chỉ có thể phá bỏ vườn tiêu và trồng lại từ đầu. Vì vậy, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, nông dân phải thường xuyên kiểm tra vườn cây, phát hiện kịp thời những cây bị bệnh để điều trị. Nếu điều trị không được thì chấp nhận đào bỏ, đưa ra khỏi vườn và tiêu hủy. Cùng với đó, chú trọng dinh dưỡng, phân bón hữu cơ cho cây tiêu để giúp cho cây sinh trưởng phát triển tốt hơn.